Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi, cho Em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán, xe trao đổi, nhớ liên hệ ủng hộ Em Lợi. Bên Em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay Em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Và hôm nay Em Lợi xin quay review chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Đó là chiếc Kia Carnival. Chiếc này về thương hiệu Kia Carnival thì quý anh chị đã nghe rất nhiều rồi. Nhưng mà chiếc này của em thì khá là đặc biệt và cũng rất là hiếm trên thị trường. Đó là chiếc Kia Carnival sản xuất năm 2009, số sàn máy dầu. Và đặc biệt ở chỗ là máy dầu nhập khẩu rất chi là ít. Và với chiếc xe màu đen nhập máy dầu này thì đi khá là tiết kiệm. Toàn bộ về phần thân vỏ chiếc xe thì bên em đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị không có đâm va biến dạng ô tô vỡ kính vỡ đèn. Với chiếc xe Kia Carnival thì thông thường thì thị trường rất chi là nhiều máy xăng và máy dầu thì cực kỳ hiếm. Và với phiên bản máy xăng thì đa số là phiên bản của Kia Carnival Việt Nam lắp ráp. Đây là chiếc xe nhập nguyên chiếc Hàn Quốc. Về toàn bộ sơn này em quay cho quý anh chị về cái phần bên ngoài này. Xe khá là đẹp về phần sơn, hầu như đồng vỏ rất chi là mỏng nên là đường sơn nó khá là mới và đẹp. Về chiếc này thì option nó khá là nhiều đồ chơi như là gưa hai toàn bộ hai bên ghế, hai bên cánh cửa sau là chỉnh điện. Vâng. Và toàn bộ máy dầu đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 310 triệu. Vâng, 310 triệu chiếc Kia Carnival 2009 số sàn máy dầu, đi khá là tiết kiệm. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi thì cho Em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác đăng ký kênh thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và quý anh chị nào có nhu cầu bán xe ô tô nhớ liên hệ với Em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Đây là toàn bộ phần dàn lốp của chiếc xe, là răng đúc và lốp mà khá là dày. Và bác chủ trước đi một dàn lốp cực kỳ đẹp và mới đấy ạ. Toàn bộ chiếc xe thì bên em đã cho đánh bóng và dọn vệ sinh. Đây, sau đây em mở cánh cửa với cái chìa khóa thông minh đây. Và em mở toàn bộ cánh cửa bằng điện cho quý anh chị xem. Đấy, toàn bộ kính cánh cửa tự động mở bằng điện. Đấy, option khá là nhiều. Nội thất thì đây, vào trong nội thất toàn ghế da. Và nó như một phòng hát đấy ạ. Và toàn bộ trần và ghế đều là ghế da muối màu đen. Với cái trần 3D đây, cực kỳ đẹp. Và nội thất thì quá là chất. Vâng, chiếc xe thì được bác chủ trước chăm chút và bảo dưỡng rất chi là. Về hàng ghế phía trước của chiếc xe thì cực kỳ đẹp và mới đây. Với táp ly bóng khí là nguyên zin. Màn hình này, vô lăng này, với 11 năm sử dụng mà cái vô lăng vẫn còn nguyên thủy từ đầu, chưa có dấu hiệu bị bọc lại. Và táp ly cực kỳ mới và đẹp. Về các hàng ghế thì cơ bản là rất chi là đẹp, không có dấu hiệu bị chảy rước. Và toàn bộ ghế da rất chi là dày dặn. Đây, ghế da em sờ gà da này thì khá là dày đấy ạ. Gà này là giá đắt tiền đấy. Và toàn bộ các cái phần bậc lên xuống và cột là nguyên zin, sơn zin hết toàn bộ về các phần lòng trong cột đây. Ốc bản lề và ốc khóa là nguyên zin. Tay nắm mở cửa táp ly và đặc biệt là thông số kính đều là kính của hãng và đều năm sản xuất 2009 hết. Toàn bộ thông số kính của cái xe này. Và các cái phần chỉ cánh cửa cốp trước cốp sau thì em đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị, nếu mà sai quý anh chị cứ đến kiểm tra phát hiện em bồi thường 50 triệu tiền đi lại. Là các cái phần chỉ cánh cửa này là nguyên zin hết. Và toàn bộ thông số kính đều là kính của xe năm sản xuất 2009. Đây là cái hàng ghế phía sau và cái khoang chứa đồ khá là rộng. Và toàn bộ
cái đinh bấm đinh dập này, và ốc cốp sau là nguyên zin này. Đấy, ốc cốp sau nguyên bản từ đầu. Và toàn bộ đèn hậu của chiếc xe là nguyên zin, không có dấu hiệu bị thay thế. Đây là toàn bộ cái khoang bên lái của chiếc xe, cột tem mác nguyên zin hết từ đầu, với đường G và đường chỉ cực kỳ mới. Toàn bộ gương kính gập điện và gương kính chỉnh lên điện. Đấy là toàn bộ những cái phần cánh cửa và nội ngoại thất của chiếc xe. Em quay rất chi tiết cho quý anh chị xem. Hai cánh cửa sau là chỉnh điện. Đây, em đóng cánh cửa điện cho quý anh chị xem. Xe tự động chạy vào, và cánh cửa bên này thế tự động vào, chỉnh điện hết toàn bộ như một chiếc xe sang, khá là đẹp. Với cái ghế lái đây không bị chảy rách thì các bác đánh giá được cái xe là nó mới như thế nào rồi. Bàn đạp phanh ga toàn bộ nguyên zin. Về toàn bộ cụm đèn pha được trang bị đèn pha bi xi lông và đèn pha hai bên này nguyên zin từ đầu. Mặt ca lăng nguyên bản nguyên thủy từ đầu. Máy thì máy dầu đi cực kỳ tiết kiệm. Vâng, và sau đây em hướng máy quay vào phần đầu và phần máy cho quý anh chị. Về phần đầu thì không có đâm va nên là toàn bộ ốc khí đầu và ốc cabo là nguyên zin. Và đặc biệt là các phần chỉ cabo là rất chi là mới. Tôn vỏ cabo khá là mỏng. Đấy. Với cái máy thì toàn bộ hầu như bác chủ trước kia rất ít đi, nên là phần máy đều là máy nguyên hết từ đầu. Máy chưa làm loại hơi, khẳng định cam kết với quý anh chị. Máy số là nguyên. Với chất máy này thì quý anh chị về sẵn đổ dầu đi thôi, vì em đã kiểm tra chất lượng, khẳng định với quý anh chị là máy chất. Vâng, đây là tiếng động cơ máy dầu nổ khá là êm, và toàn bộ động cơ máy dầu này máy nổ không rung lắc. Em quay cho quý anh chị một chiếc Kia Carnivan sản xuất 2009. Số sàn máy dầu xe nhập nguyên chiếc, đi khá tiết kiệm. Và đặc biệt là chiếc xe này với một gia đình thì ngồi rất chi là rộng rãi. Quý anh chị về sẵn đi thôi. Em bảo dưỡng lại dầu phanh rồi, và toàn bộ đăng kiểm thì khá là dài, đến năm 2021. Nên là toàn bộ quý anh chị mua về sẵn đi thôi. Và vừa rồi em vừa quay giới thiệu chào bán cho toàn thể quý anh chị chiếc xe Kia Carnivan. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.